làm mà đắp xong bà rài vô cầu cây lạy là tôi nói sao mà ngày mà tôi ăn sao mà nó ăn uống không biết ngon, mà sao mà mặc cái quần càng ngày càng tuột, mà nó mới giấc trưa đó mà sao tôi nghe nó nóng mình mẩy quá, hả ra nắng là nó nóng chịu không nổi, làm như nó mất nước hết rồi đó. Cái tôi xuống sông tôi đeo ở sau lái xà lan rồi tôi ngâm nước một hồi, lên hồi đó là chắc cũng cỡ 12 giờ lên nó mà tôi chịu hết nổi rồi, tôi mới nói nghe nó mệt quá tôi mới dặn tụi nó tôi phải ở đây làm không, tại vì đến có khám bệnh coi sao. Thì tôi xách chiếc xe Honda mà từ ở dưới cái lại mà tôi chạy về, thường thường tôi đi 2 tiếng là nó tới à, 2 tiếng hoặc 2 tiếng ngoài thôi, mà bữa đó 12 giờ bắt đầu lên tôi mặc đồ vô là tôi chạy về, dọc đường nó mệt rồi nó chắc là con mắt cái lũi vô trong quán cà phê kêu cà phê giỏng đó, kêu ly cà phê để đó nằm nghỉ hơi, mà ở dưới tôi về tới đây là tới 5 giờ chiều mới tới. Về tới thì kêu bác sĩ ở trong này ra ra nó vô tôi mấy chai nước biển, mà lúc đó đi tiểu lần lên nè, rồi sáng lại nó kêu tôi chứ phải sáng là cậu đi lên bệnh viện khám rồi sao, mà tôi cũng dự kiến là về đây rồi đi trển, nhưng mà vô đỡ mấy chai nước biển lên trển rồi khám xét nghiệm nó bị tiểu đường, vô nằm ở đó hết mười mấy ngày. Rồi khi ấy bác sĩ cho biết là tôi đã tiểu đường mà bị suy thận mãn rồi. Rồi về sau thời gian cái tôi đó tôi chích không à, chích riết rồi cả năm mấy cái rồi sau bị về là ông cậu vợ tôi á, ông nghe ông bác sĩ giám đốc bệnh viện Cần Thơ rồi ông nói cũng như là hồi đó ở dưới bệnh viện ông đó có ông nông dân nó bị bệnh vậy đó, về ăn không biết ai bày ăn cổ mực chưng với cá lóc vậy, mà ăn thời gian lên ổng xét nghiệm lại sao hết trơn đó. Là về ở Bình Chánh tôi lắp ráp 2 năm trời, thì sáng đi chiều về thì vợ tôi ở nhà là chiều làm cho dĩa cổ mực nhỏ nhỏ vậy thôi, ăn hoài không biết ông mà chừng nào hết, chừng lên xét nghiệm lại thì ở chợ đây xét nghiệm tôi tưởng bác sĩ ổng cho biết là ông thận ông hết rồi, đường ông cũng ổn. Nhưng mà thôi bây giờ vậy đi, để tôi viết miếng giấy tháng sau ông lên ông khám lại coi. Bắt tôi khám khỉa 3 tháng liền. Chứ bị hồi kia tôi hỏi ổng giờ sao thận vậy rồi rồi có hết được không bác sĩ? Ông là ông vậy chích vậy tới chết thôi chứ không không hết. Cho biết là vậy rồi. Rồi ông cũng rầu nó kệ mẹ tôi, cũng lúc đó tôi cũng không có quan tâm tới nữa, tới đâu tới mà. Rồi khi đó rồi tôi mới về về ba một tháng sau rồi lên khám lại, bắt tháng sau lên gặp bà bác sĩ kia bắt sẽ khám lại nữa, rồi chừng đó bắt đầu bà bác sĩ kia cũng báo cho biết là ông thận ông hết rồi đó, giờ thôi ông đừng có lên đây nữa, ở dưới địa phương đó là xét nghiệm đường được rồi, đường huyết được rồi. Cái trường hợp của con của bác Tư Diệu là bác nói là bị khi rồi trước giờ là không có bị bệnh gì hết đúng không? Không, nó chỉ có nhiều khi nó lên cân xong kiểu có huyết áp hơi cao À, cao, huyết áp cao. có thì đi qua bệnh viện cũng kiểm tra đồ này, xét nghiệm máu đồ nó cũng ngoái hoài mà không. Rồi sao mình mới đi xét nghiệm mà bị thận này? Mới đợt sau này bắt đầu nó ăn sao nó ói hoài à. Mới hồi xưa thì nó nói là nó bị cái con vi trùng gì mà trong bao tử đó, vi trùng bao tử là mới mới sợ là sau này là mà không trị sao nó ung thư con vi trùng HP hay gì đó, mình sợ đó. Nếu mà không trị thì chuyển biến nặng thành ung thư bao tử đúng không? Đúng đúng rồi, mới qua bển á mới đi xét nghiệm, xét nghiệm nữa. Xét nghiệm thì lòi ra cái vụ mà thận mãn này rồi của An Giang. An Giang xong cái uống thuốc mới 3 bữa mà bắt đầu đứa con nó thấy trong mình không, coi như nó không ổn mới chạy lên trên đại học y dược mới xét nghiệm. Dạ, cái này phiếu xét nghiệm của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Duyên cái của An Giang luôn. Dạ, cái của An Giang. Thì ảnh đi xét nghiệm là hồi nào bác? Đi bữa 27 tháng 3. 27 tháng 3 là xét nghiệm là phát hiện liền luôn. Hôm nay mới có 10 ngày. 10 ngày 11 ngày. Chính tay mình tới vậy. Dạ, rồi hôm bữa lần sau mà bác tìm hiểu mà thấy cái thông cùng tin của đường bên con. Rồi, bây giờ không biết đường, bây giờ trời nó điện về một cái thôi con giai đoạn cuối rồi cha con tàu với nhà với mình nói thiệt tình vợ chồng ôm nhau khóc chẳng có nói năng gì được. Dạ. Rồi bắt đầu buồn tình mới bắt lên cái mạng nằm trên võng chứ bây giờ cái bằng ghiếc khóc vợ tôi nó khóc tôi chịu hết nổi rồi.
chui ra trước đó, cái đi bắt cái truyền hình lên coi coi sao vô tình sao mà gặp được cái chương trình của mình đăng lên đó. Ờ, mà cái của anh là bác nói là suy thận giai đoạn cuối, nhưng mà họ có kêu chạy thận gì không? Mà trong cái xét nghiệm lâm sàng thì bác sĩ nó nói là tuy là loại gì cấp 4 gì đó là giai đoạn cuối, nhưng mà sự thật là cái hiện tượng của thằng này nó chưa có gì chân á. Bị hồi kia ông cũng báo tôi là không hết, mà giờ ông báo tôi lại là thận hết. Ông mới nói sao kỳ ta. Rồi ông mới là thôi giờ về đi. Ông suy nghĩ hồi ông nói, thôi tôi viết cho mấy chữ là nói sao cái khám lại coi. Thì nói sao lên là không gặp ổng, gặp bác sĩ khác. Rồi bác sĩ khác cũng tức là cũng như không tin đó. Mới kêu tôi sáng sau lên khám lại nữa, gặp bà bác sĩ khác. Rồi bà nói vậy thân ông hết rồi, 3 tháng liền. Ba lần rồi. Rồi thôi bắt đầu là kêu tôi về ở địa phương là chỉ kiểm tra đường thôi. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng sợ quá, tôi đi Chợ Rẫy không à. Mà Chợ Rẫy lúc đó thì cũng kiểm tra đường thôi. Rồi tôi đi làm mới về nghỉ ở mấy năm nay là mới đi bảo hiểm ở huyện thôi. Thì vấn đề cái thận thì tôi cũng xét nghiệm khoảng 5-6 tháng là tôi xét nghiệm lần à. Đó. Xét nghiệm tổng quát lần. Thì hồi lúc ở trên Chợ Rẫy mà hết rồi không là tôi ngưng luôn, tôi không ăn cổ mực tới bây giờ. Hết tới bây giờ là nay là mười mấy năm rồi, nay là 30 tháng 4 này là 14 năm. Nhưng mà hồi năm 2016, hồi trong năm á là khoảng tháng 10 là tôi sẽ tức là lên xét nghiệm thận lại là nó nhích lên. Tức là một cái khung của nó dưới này thì nó tính khác, ở dưới cần nước này bệnh viện này nó tính ví dụ tới là 120 thấy không? Mà tôi là nó vượt lên 129 rồi. Tức là nó tăng lên rồi đó. Còn thằng bạn tôi hồi nãy là uống nước trà đó không, là cũng tiểu đường, là mới bị thận đầu tiên, là lên xét nghiệm là ổng bị suy thận mãn rồi, 130 mấy là cho suy thận mãn rồi. Về ổng mới tính là đánh liều rồi, tính bỏ rồi đó. Tôi là ông ăn cổ mực có tốn đồng bạc nào không, mà ông không ăn, không ăn ông chết giờ nè. Dạ, của cái bác kia cũng lọt vô giai đoạn 2 rồi mà ổng không chịu ăn. Ông nói kệ mẹ nó, kiểu đánh liều rồi. Tôi nói ông ăn đi, ông ăn không có tốn đồng bạc nào hết, ông ăn cổ mực mà ông không ăn ông chết giờ đấy. Cái nghe thấm sao về kêu vợ ấy cho ăn ngày 2 cử, ăn mà ăn nhiều, còn tôi ăn ít. Tôi ăn nhiều tôi ngán đó. Ổng ăn nhiều bị cái cỏ này đâu có ảnh hưởng gì đâu, ăn nhiều thì tốt thôi, bị gì này cũng như gì thuốc nam thôi. Ăn mới 2 tháng ổng kêu đâu, tôi ông kỳ này xét nghiệm lại coi, mới có 2 tháng xét nghiệm gì cũng phải 3-4 tháng nha. Cái lên ổng lại gặp bác sĩ Út cũng quen, bác sĩ cho thì này cho tôi xét nghiệm tổng quát, mới có 2 tháng mà xét nghiệm gì. Cái ổng là tụi tôi ăn cổ mực đâu, xét nghiệm lại thận coi nó làm sao. Thì xét nghiệm lại ổng xuống tức là 130 mấy, mà khi mới có 2 tháng thì ăn 2 tháng xét nghiệm lại còn có 110 à. Thì nó lọt vô khung rồi, bị gì nó là 120 trở xuống là vô khung. Mà tôi thì nó xuống là 120. Tôi bị tôi ăn ít hơn ổng ra, tôi nó xuống chậm hơn. Thì tôi cũng lọt vô khung rồi đó, thấy là nó hiệu quả, thấy rõ ràng đó. Mà giờ nghe con Mai nó nói chú ăn cỏ mực hết đó, thôi bây giờ ấy là chú, con cũng có học bên ngành y nữa, con cũng biết, mà chú làm ơn gửi giùm cái sắp hồ sơ bệnh của chủ chú đó lên đó, cho con mượn con coi rồi mai mốt con gửi về trả lại. Tôi nói hả, có bán thì mua về để trong tủ lạnh á, ăn từ từ, ăn khoảng chừng tôi độ khoảng chừng cỡ 5 tháng thôi á. Thì lúc đó tôi đi Tân Bình về tới cầu Chà Già, nghe điện thoại reo tôi mới tắt vô lề. Tôi nghe điện thoại thì nó điện hồi lúc khoảng 4 giờ chiều à. Nó điện tôi cái nó là nó tên gì đó, nó nói tôi quên rồi. Nó là con này là xét nghiệm lại thận hết rồi. Thôi con cảm ơn chú nhiều không, nhưng mà huyết áp con còn cao. Tôi nói huyết áp cao cứ uống thuốc, mà thận hết là nó là hết qua cái nguy hiểm rồi. Đúng. Thì cái này vậy thì tốt rồi, còn cái huyết áp cao thì mình cứ uống thuốc coi, bị này nó trị chuyên về thận không. Đó là tôi chỉ người nào là uống hết người đó đó. Hồi đó tôi ăn là tôi bỏ luôn, nay tôi hết, bắt đầu bác sĩ ở Chợ Rẫy cho biết là tôi hết rồi không, là tôi ngưng ăn luôn, nay là mười mấy năm. Thì hôm thì xét nghiệm 5-6 tháng tôi phải xét nghiệm tổng quát lần. Thì hôm trong tháng 10 năm 2016 này là tôi bị lại đó, là
tức là nó nhích lên thôi. Nó nhích lên là nó cũng muốn qua suy thận mãn nữa rồi đó, mà tôi ăn nó tụt xuống nữa rồi. 130 nó lọt qua đó. Ừ đúng rồi. Thằng đó là bạn tôi là 131 đó là suy thận mãn rồi. Để trong hồ sơ là suy thận mãn. Về ăn 2 tháng sợ ăn rồi cái lên xét nghiệm thử rồi sao. Ý ông này còn muốn không tin nữa. Mới có 2 tháng mà lo lên xét nghiệm rồi mà tiện ông lọt xuống khung còn có 101 à. Mà đã hồi kia tôi hỏi ổng là ổng cho tôi biết là vậy ông vậy tới chết từ từ chết. Giống như suy thận mãn theo thuốc tây á là không có trị hết mà nó chỉ uống để làm giảm làm chậm lại thôi. Cầm cự làm. Giờ càng ngày nó càng nặng. Quá trình chậm. Dạ, nhưng mà cái cỏ mực mình á là nó là trị hết. Đó nên nhiều người không tin tại vì nhiều người quen thuốc tây. Nhưng mà tôi 5-6 tháng mà xét nghiệm lại là không mình muốn chắc ăn mình kiểm tra hoài là khỏe mình nó yếu nó phát triển lại thì không chừng là tôi còn nó hết được là mình cầm nó luôn là tôi nói cho anh biết là nay tôi hết mười mấy năm rồi đó mười mấy năm tức là không ăn cỏ mực nữa đó không ăn cỏ mực mà hôm trong năm 2016 trong Tết là tôi có ăn lại đó là tôi bị nhích lên là tôi ăn lại 2 tháng lên xét nghiệm lại nó cũng lọt vô khung rồi đó. Thì ba chỉ là xuống khám định kỳ do bị huyết áp và tiểu đường thôi là định kỳ 5-6 tháng nhưng mà khi mình bị tiểu đường thì họ vẫn xét nghiệm cái thận mình luôn. Đúng rồi, kiểm tra luôn ha. Kiểm tra luôn. Thì đó. Đây tôi thấy là tôi cho chỉ mấy người là ăn là hết rồi đó.